Giới thiệu cho bạn bè biết đi, con chim này xuất thân từ đâu? Nó không thích là phải, rồi tối ngày con ra con quậy con chọc nó hoài. Anh đẹp trai, biết anh đẹp trai là chị đẹp gái nữa. Cu này nó biết ghé không? Chắc con mái mái nên nó không ghé.